Đến trường tại vì mình sắp được gặp lại bạn bè, nhưng mà vẫn cảm thấy hơi mệt tại vì chưa có quen được dứt. Thì cũng lâu rồi mình không có về nhà, nên là mình cảm thấy là mình có nhiều thời gian ở với gia đình hơn, có nhiều thời gian để đi chơi với lại đi thăm bạn bè cấp 2, cấp 3 và các thầy cô cũ của mình nữa. Là những cái tiết học ở trên lớp thì giáo viên được rồi, bạn bè rồi, ngồi chơi trong lớp. Mặc dù là nghỉ nhưng mà thầy cô vẫn giao deadline, nên là deadline là thứ mà mình nhớ nhất. Tới trường thì mình sẽ tiếp nhận được nhiều kiến thức hơn và vui vẻ hơn với bạn bè, nên là mình sẽ nghĩ là tới trường sẽ tốt hơn ở trên trường hơn, tại vì học online mình sẽ bị lười. Học kỳ mới mình mong chờ nhất là hết dịch để mình thoải mái đi chơi rồi học hành thôi. Mình cũng không mong gì hơn. Trải nghiệm được nhiều điều mới mẻ hơn trong học kỳ mới và gặp gỡ được nhiều bạn bè hơn. Mình hy vọng là mình sẽ siêng năng hơn, mình sẽ không ngủ quên và đi học đúng giờ, không cúp học.